Sư khi cúng dường cho Đức Phật Chánh Đẳng Giác hay Độc Giác hoặc vị A-la-hán vừa xả diệt thọ tưởng định là quả chỗ ngay hiện tại. Nhưng theo con mình làm việc thiện mà là quả đã chỗ ngay hiện tại rồi. Còn sau nữa thì chưa nói vì trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Vấn Đạo Đại Đức Na Tiên có nói thiện có tính lan tỏa, có thể hồi hướng được. Vậy làm thiện là nhân và lan tỏa là quả, ví như ta cúng để dịch chú giải ta vui vẻ cả ngày, vậy cúng là nhân hoan hỷ an lạc ngay hiện tại là quả, và ngược lại ta sát hại chúng sanh lúc đó là tâm sân hận làm ta đau khổ nóng nảy, vậy sát hại là nhân đau khổ ngay hiện tại là quả. Như vậy mọi hành động có chủ ý sẽ cho quả ngay hiện tại, hiểu như vậy đúng hay sai bạch sư? Câu hỏi này cũng xin thỉnh Đại Đức Đại Từ trả lời. Chuyển qua chơi à. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Ở đây mặc dù á những cái lần vấn đáp trước á, sư cũng có hình như công sung cũng có nói rõ về cái vấn đề mà gọi là hiện báo nghiệp đó. Hiện báo nghiệp ở đây năm nói năm na là chính là mình làm thiện, mình làm thiện. Thiện ở đây có thể là gì? Bố thí, trì giới, tu thiền. Như vậy nó đưa lại ngay cái kết quả mà hiện tại ngay trong kiếp đó luôn, cho nên gọi là hiện báo nghiệp đó. Như vậy thưa quý vị, ngay trong cái kiếp hiện tại mình luôn. Thì ở đây sư chỉ nói về cái bố thí đi cho quý vị hiểu rõ. Tại vì ở đây á, cái câu hỏi này nè, sư thấy có một cái điều là có hỏi là khi mà cúng dường Phật Chánh Đẳng Giác, vị Phật Độc Giác hay vị La Hán vừa xả diệt thọ tưởng á, định á, là chỗ quả hiện tại đó, như vậy đó. Nhưng mà ở đây á, sư có vẻ nha, có vẻ sư sư theo cách sư hiểu thôi, có vẻ ở đây là cái vị này vẫn vẫn chưa hiểu được cái điều kiện á, mà tuy á, tuy là đúng đúng như đằng ở đây nói á, là khi mà cúng dường những vị những ba ba cái hạng thánh sau đây mà nhập thiền diệt thọ tưởng mà cho quả hiện tại á, nhưng mà vẫn chưa hiểu được là cái mà để cho quả thiện mà hiện tại thưa vị, nó rất là khắt khe thưa vị, rất là khắt khe chứ không hề mà đơn giản như như mình nghĩ đâu. Cho nên chính vì như vậy á, là sư một lần nữa sư sẽ nói rõ cho quý vị hiểu. Tại vì khi mình không hiểu được á, mình hiểu được được cái những cái điều kiện mà khắt khe mà cho quả hiện tại á, thì mình hiểu không đúng đắn á, thì đôi khi nó lệch lạc thưa quý vị. Mình nghĩ là nó đơn giản thôi nhưng mà sự không đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, là để mà cái điều kiện mà cho quả hiện tại á, thì trong cái quyển mà vận hành của nghiệp mà quyển một á, ví dụ quyển nhân á, nhà báo á, người có phân tích như vậy đó. Ở đây nó rõ là như vậy nè, để cho nó có thể trở thành hiện báo nghiệp á, tạo ra của cải vật chất ngay trong kiếp này á, thì cần có bốn điều cần thiết như nè, bốn điều cần thiết này nha. Nó nói là cần thiết thì là gọi là nhẹ, nhưng mà phải á, phải hoàn thành đó. Đó là bốn điều như sau. Thứ nhất là đối tượng cụ túc, tức là sao, là đối tượng của sự cúng dường người thọ nhận này là một bậc thánh A-la-hán hay bậc thánh bất lai có thể nhập thiền diệt và sự diệt, có nghĩa là thiền diệt đây là sự diệt tạm thời của danh sắc á, cho tâm sanh đó. Cái thứ điều kiện thứ hai là vật dụng cụ túc, tức là vật dụng đem cúng dường phải có được hợp theo pháp là sao, tức là phải hợp, tức là điều đó ba cái đó đó là phải hợp với chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba gọi là tư cụ túc, tức là tư hay chủ ý của thí chủ phải không bị ô nhiễm, thí chủ phải có một nội tâm hoan hỷ thực sự trước khi cúng dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng dường, không bị ô nhiễm bởi tham hay sân, và không mong chờ đáp trả gì từ người thọ nhận. Và cái thứ tư là đức ở trong cụ túc, tức là sao, là người thọ nhận phải là một bậc thánh A-la-hán hay bậc thánh bất lai vừa xuất khỏi thiền diệt. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là quý vị, mặc dù á là có bốn điều này rồi á, có bốn điều này rồi nè, nhưng ngài đại sư Bóc ngài nói là nếu có bốn loại cụ túc này có mặt tư, tức là Chê-ta-na đó,
của tất hành tâm thứ nhất phối hợp với sự cúng dường có thể làm nhiệm vụ như hiện báo nghiệp. Tuy nhiên, một mình bốn yếu tố này thôi là chưa đủ. Mà có một yếu tố quan trọng trên hết nữa là người cúng dường hay thí chủ cần phải có hoặc cần phải hoàn tất đầy đủ các thiền nghiệp trong kiếp sống quá khứ. Đó là việc thực hành hạnh. Đặc biệt là trong những kiếp quá khứ, thí chủ từng làm những việc cúng dường cao thượng này nè. À, quý vị hiểu không? Ngoài địa thỏa bốn điều kia là cái người thí chủ đó là trong quá khứ từng làm những cái điều tương tự như vậy nữa. Thì nó mới đủ điều kiện, chứ không phải đơn giản mình nói là một vị tha a la hán, vị nghĩa là trong sạch hoàn toàn rồi, hay là vị thánh bất lai mà xả thiền nghiệp ra thì mình cúng dường đưa thì mình cúng dường thì nó cho hiện báo nghiệp, thì cái đó là không đầy đủ hơn đủ lắm. Cho nên là sư nói rõ vấn đề này á cho quý vị hiểu, để cái, hiểu cái gọi là cái hiện báo nghiệp á. Đôi khi mình hiểu, mình nghĩ đơn giản quá, nó lại có những, nó không đúng tinh thần mà Tam Tạng chú giải. Rồi chính vì như vậy mình diễn dịch đó nhiều cái ví dụ khác là lại sai. Rồi cái thứ hai á, là cái vế thứ hai là cái vế này nè, là ở đây vì nó hỏi là nhưng theo con mình đã làm việc thiện trổ quả hiện tại rồi, còn sao nữa thì chưa nói. Mà rồi ở đây là trích dẫn là trong kinh Mi Tiên Vấn Đạo có nói là lan tỏa, cái này nói thiện có lan tỏa có thể ảnh hưởng, vậy là nhân thiện lan tỏa là quả. Ví như đại loại như là ở đây nói là cái việc, những việc làm trên nè cũng có thể đưa đưa quả hiện tại. Không phải thì vậy, nếu mà cái những cái việc làm mà đã không giống như là cái điều kiện mà sư nói đó, điều kiện mà thiện mà không thỏa giống như là nãy sư trích dẫn từ tài liệu của Ngài Bóc đó, thì không thể nào mà cho xem đó là hiện báo nghiệp được, thưa quý vị. Hay là cái hiện báo nghiệp hay là cực cực ác giống như là giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, làm chảy máu Phật và chia đã tăng đoàn. Đó là cái, nó cực ác hoặc là cực thiện, quý vị hiểu không? Một khi mà nó hiện báo nghiệp á, là phải là một là cực ác và cực thiện thì mới đưa hiện báo nghiệp. Còn những cái mà quý vị nói là quý vị diễn dịch, quý vị theo quý vị hiểu á, là những cái việc làm mà nó không nằm trong hai 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 cái gì đó, không hai cái mà sư nói là cực ác hay cực thiện đó, thì nó không cho hiện báo nghiệp. Nhưng mà ở đây sư mở rộng thêm vấn đề này cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn, để có niềm tin Phật pháp. Tuy nhiên trong bài kinh ở trong Tăng Chi đó, bài kinh về tướng quân Si Há đó, thì bài kinh này sư đánh giá rất là hay nha. Thì quý vị tìm đến Tăng Chi chương pháp bảy chi đó, bài kinh mà liên quan đến tướng quân Si Há, thì ổng có hỏi một câu này rất là hay. Ông hỏi là như vậy nè: dạ bạch thưa Thích Thích Đức Thế Tôn, ngài có thể mà chỉ ra kết quả mà làm các thiện nghiệp đó, để mà con á có thể trực tiếp nhìn thấy cái được cái nhãn tiền của việc bố thí không? Quý vị hiểu không ạ? Đó là ông hỏi ngài Bế Thế Tôn là ngài có thể dùng cái cách dùng có thể chỉ con được cái những cái nhân thiện con làm á, những như việc bố thí, giống như đây việc bố thí nè, để con thấy được cái quả trong nhãn tiền không? Thì Đức Thế Tôn ngài trả lời như sau, là ngài mới hỏi là này Si Há, ông nghĩ như thế nào? Thí dụ mà có hai hạng người đi, một hạng người á là có niềm tin nè, một hạng người là có niềm tin và không keo kiệt, không bần tiện và không chửi bới, và một người á là không có niềm tin nè, keo kiệt, bần tiện, chửi bới á. Thì đối với lão những đối với nhà, hai hạng người này nè, thì vị A La Hán á sẽ ưu tiên á thể hiện lòng bi mẫn với hai người đằng trước. Quý vị hiểu không ạ? Thì chính lời của ông mới nói: dạ thưa Thế Tôn, là làm sao những A La Hán lại ưu tiên và thể hiện lòng bi mẫn đối với cái loại người mà không có niềm tin, keo kiệt, bần tiện và chửi bới như vậy, mà vị A La Hán sẽ ưu tiên và thể hiện lòng bi mẫn đối với cái người mà được phú cho niềm tin, rộng lòng bố thí, vui thích việc từ thiện. Thì rồi thích, đó là câu hỏi số 1. Và Thế Tôn cũng hỏi câu hỏi tương tự thứ hai, là Thế Tôn mới hỏi là vậy thì như vậy á cũng hai người đó, thì hai người kể trên, thì bây giờ á là vị A La Hán á sẽ ưu tiên đến gặp á cái hạng nào hơn, cái hạng mà là không có niềm tin, không có keo kiệt, không gọi bần tiện, hay là ưu tiên đến người có niềm tin rồi có lòng hào sảng hơn? Thì ông trả lời, ông cũng cũng trả lời tương tự, thì được dạ thưa ông, thì đương nhiên là vị La Hán phải ưu tiên đến đến gặp cái hạng người thứ hai chứ, cái người mà có niềm tin rồi đó.
Và tương tự thứ ba là ngài lại hỏi tiếp là cái vị La Hán sẽ ưu tiên cái sự cúng dường đến với hạng nào, đến với hạng nào, thì ông cũng chưa tương tự cũng trả lời như vậy, trả lời tương tự vậy là ưu tiên với người có niềm tin. Rồi ngài là ngài nói tiếp là vị La Hán sẽ ưu tiên chỉ dạy giáo pháp cho ai. À, rồi Lễ Thứ Tư Tôn lại hỏi là vị A La Hán á, sẽ ngoài cái việc chỉ dạy thì ở đây Đức Phật hỏi thêm là vậy thì loại người nào á, có thể tích tạo được danh tiếng tốt hơn? À, thì ổng trả lời là dạ cái người mà có niềm tin nè, rồi không rồi có lòng hào sảng nè, rồi không chửi bới á, thì đương nhiên cái danh tiếng á, họ sẽ lan rộng hơn. Đó, đó là cái vấn đề thứ năm. Vấn đề thứ sáu á, là Tứ Tôn ngày hỏi đó là loại người nào có thể gặp mà đến bất cứ hội chúng nào, bất cứ hội chúng nào thì cái tự sự tự tin đó, cái sự tự tin đó có nhiều hơn, thì ông trả lời là dạ cái người mà không có cái người mà có niềm tin nè, rồi rồi không có keo kiệt không, rồi không chửi bới như người khác, có là có tâm từ đó, thì đương nhiên đến hội chúng đó, thì được mọi người chào đón mà có niềm tin, có tự tin hơn. Và cuối cùng cái câu hỏi cuối cùng đó là Đức Thế Tôn hỏi là vậy bây giờ khả năng nha, khả năng mà cái người mà có cái niềm tin không keo kiệt, có lòng hào sảng, rồi có tâm, có cái tâm từ như vậy, thì cái khả năng mà đi lên thiên giới cao hơn hay là cái người có lòng, có cái tâm keo kiệt, không có niềm tin hơn? Thì ông nói dạ cái người sanh thiên giới nhiều hơn đó. Thì khi mà chốt như vậy á, thì ông mới nói là như vậy, thì chốt lại qua biện pháp này á, thì ông Tướng Quân Sĩ Há ông mới nói một điều rất là hay, tôi sẽ đọc cho quý vị nha. Thưa Thế Tôn, con không cần phải đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn về 6 kết quả được nhìn thấy trực tiếp này. Đó, nghĩa là Thế Tôn nhà chỉ ra là cái thiền nghiệp á mình làm có thể thấy ngay trong cái kiếp, ngay trong cái hiện tại, có thể thấy qua như vậy đó. Đó. Con không cần phải đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn về 6 kết quả được nhìn thấy trực tiếp qua sự bố thí mà Đức Thế Tôn đã được nói ra, vì con cũng biết về 6 điều đó. Vì con là một người có bố thí, có lòng cho đi, những vị A-la-hán á, sẽ ưu tiên đến gặp con. Con là một người bố thí và mở rộng lòng cho đi, những vị A-la-hán sẽ ưu tiên thể hiện lòng bi mẫn với con, và những vị A-la-hán sẽ nhận ưu tiên nhận thức ăn cúng dường từ con, và những vị A-la-hán sẽ ưu tiên chỉ dạy giáo pháp cho con, và con là được người bố thí có lòng cho đi và tích tạo được danh tiếng tốt, và ở hội chúng nào á, con đến á, thì cũng có sự tự tin. Không, rồi ông nói một câu gì rất là hay nữa quý vị, là con không cần đặt niềm tin vào Đức Thế Tôn vì 6 kết quả được nhìn trực tiếp của sự bố thí mà Đức Thế Tôn nói ra, vì con cũng biết về 6 kết quả đó, nhưng mà điều thứ bảy á, về kết quả mà thuộc kiếp sau, sau khi kiếp sau mà thân ngoại mang chung á, thì con chưa biết điều này, có nghĩa là ông chưa có cái trải nghiệm điều này, nhưng mà 6 điều trên á cho con có niềm tin đặt vào Đức Thế Tôn. Cho nên là ngoài việc, tóm lại cái câu trả lời này á, là ngoài việc cái việc phải hiểu rõ cái hiện báo nghiệp, cái năng lực thiện báo nghiệp á, đưa đến thiện báo nghiệp á, nó khắt khe như thế nào, nó sẽ là một là nó sẽ cực ác và cực thiện, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dựa trên tinh thần bài kinh mà ông Túc Mương Si Há là ông hỏi Đức Phật là có thể thấy được những cái mà quả báo á ngay trong hiện tại không? Không, thì Đức Tôn chỉ ra tổng cộng là 7 cái điều á mà chúng ta có thể thấy được nha, nhưng mà không không hiểu không có thể hiểu được á, chúng ta không có thể hiểu là đây là cái quả, cái nhân mà cái nhân mà đưa đến cái quả hiện tại, là nghĩa là hiện báo nghiệp đưa được. Chúng ta có thể tạm hiểu đây là những cái nhân chúng ta làm nè, nó nào trợ duyên, hiểu không, trợ duyên đưa đến cho ta 7 cái điều này đó, mình hiểu đầy đủ đủ như vậy. Thì cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cái vấn đề là quý vị nên học thêm về cái duyên. Chúng ta có thể hiểu là những cái mà quý vị nói nó chính là cái duyên. Ví dụ như cái việc mà mình nhìn thấy một bông hoa nó làm cho mình yêu thích, thì cái việc mà mình nhìn thấy bông hoa để rồi nó làm cho mình có cái cảm thọ là thoải mái, thích thú, mình yêu thích, thì cái việc nhìn thấy bông hoa đó nó là duyên chứ nó không phải là quả quả báo, nhớ giùm sư nghe.
nó không phải là quả báo, nó là duyên. À, chúng ta có hai loại duyên, một á, là theo duyên như là duyên khởi là 12 nhân duyên. Thí dụ như là có sanh thì chắc chắn sẽ có già chết. Có vô minh thì mình sẽ có hành. Có thức thì sẽ có danh sắc. Đó là cái duyên. Cái thứ hai á, là cái duyên hệ 24 duyên. À, sư lấy ví dụ như cái chuyện mà quý vị cúng dường việc dịch chú giải đi, rồi quý vị cảm thấy vui vẻ, thì cái việc dịch chú giải đó nó là duyên cho các cảm thọ, chứ nó không phải là cái quả, không phải là cái kiểu nhân quả. Nhớ giùm, có những cái vấn đề ở thế gian này cũng vậy. À, mình làm cái gì đó, nó làm từ cái đó nó đưa cho mình đến các cảm thọ, thì cái chuyện đó nó là duyên. Còn quý vị muốn hiểu rõ hơn á, thì một là xem lại cái lớp Atidà của sư để hiểu về 24 duyên hệ. Hai á, là sắp tới cái lớp Trung Bộ tới nè, thì trước khi mà bắt đầu bài kinh số 9 á, thì sư cũng nhắc lại về cái duyên là bao gồm 12 nhân duyên và cái 24 duyên hệ, thì quý vị sẽ hiểu đâu là nghiệp và quả của nghiệp và đâu là duyên. Nhân duyên nha, nó khác nhau nha, để chúng ta tránh cái chuyện mà chúng ta bị bối rối hoặc nhầm lẫn. À, nhưng mà sư thấy nó cũng không cần thiết đến mức độ mà để cho mình phải bối rối hoặc nhầm lẫn. À, bởi vì á, mình làm thiện rồi mình cảm thấy vui vẻ hoan hỷ vì việc làm thiện, như vậy là tốt rồi. Như Đức Thế Tôn nói, nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui. Nó vui, nó an vui, sanh cõi lành vui hơn đó. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.